Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay là 30 Tết thì mình sẽ làm những cái công việc của những cái bàn thờ này, đó, vệ sinh sạch sẽ, ông địa thần tài ha, vệ sinh sạch sẽ, rồi bàn thờ tổ tiên mình sẽ vệ sinh rồi rút hết mấy cái nhang ra, rồi rửa hết mấy cái ly này, đó, mình lấy ra mình rửa ha, đó, mình sẽ rửa mấy cái ly này, đó. Rồi mình vệ sinh sạch sẽ bàn thờ. Rồi bắt đầu mình làm nhá cả nhà. Mấy cái ly này thì gồm có 5 cái ly mình lấy ra rồi. Để xuống đây ha. Rồi giờ mình để này qua hai bên. Tài qua đây ha. Tài qua đây. Đó. Qua đây nha. Thần tài á, thì nó ở bên phải, theo mặt mình vô á thì nó nằm bên trái, thổ địa thì bên phải nha. Đây mình phải để ý nha, trước tiên mình phải để ý là mình lấy cái nào mình để lại như cũ nha. Đó, thần tài á, thì nó nằm, thần tài nó nằm bên phải nè, thổ địa bên trái ha. Thì lúc mình để lại vị trí cũ đàng hoàng ha. Cái này thì mình bỏ bớt hết đi, tại vì nhiều quá, để lại 3 cây thôi, bớt đi nha, để lại 3 cây thôi. Đó. Nếu mà cái cho trấu mà nó hết đó thì mình bù thêm thôi, bây giờ hiện giờ là mình thấy đủ rồi, mình tạm thời để vậy ha. Đó. Để vậy nha. Đi chăng cà phê vậy. Đó. Rồi mình sẽ găm lại 3 cây, cắm lại 3 cây nhé cả nhà. Một này, hai này, 3 cây này. Đó. Trả lại 3 cây ha, cho nó đẹp ha. Rồi mình sẽ để qua bên. Đó. Giờ mình sẽ lấy cái tấm này ra. Rồi mình thay thay lại ha, thay tất cả đây ra vệ sinh. Đấy. Mình sẽ thay cái này. Đó, cái này người ta gọi là huy hiệu băng rôn thì gồm có đấy, mấy quả cầu này sẽ thay hết ha, thay hết mới đi, để qua bên đó. Rồi. Ở đây. Mình quét ha. Quét sạch sẽ. Rồi bây giờ mình đã đi mua về một cái bộ bàn thờ thần tài, nó gồm có những cái này nha. Đấy, bây giờ mình sẽ ráp luôn. Mình thay cho cái bộ cũ này, cái bộ này bộ cũ này mình thay vô. Đấy, nó gồm có hai cái bông hoa này ha, thay vô. Và nó có một cái quả cầu nữa, cứ thay cả này luôn. Nó cầu ha. Đây, nó có nguyên bộ này. Mình thay. Đó. Thay thì nó có những cái kim á. Mình phải có cái kim bấm. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ha, tháo những cái bộ phận là cũ ra, bây giờ mình thay cái mới vào. Ha. Tháo cho các bạn biết nha. Đây là những cái đinh bấm á, cái đinh bấm hồi trước mình bấm á, đây nè, đó, những cái đinh bấm này mình tháo ra. Rồi bây giờ mình lấy cái cũ ra ha, cũ này bỏ đi, hay lấy cũ à, bỏ đi ha, bỏ đi.
cú bỏ đi. Đây đây, cái này bỏ đi nha. Đây. Rồi. Sẽ quét cái tấm bảng này ha. Quét sạch sẽ. Rồi. Lau sơ này. Lấy khăn đỏ ha, mình xài xong cái khăn ha, mình để vị trí cố định nào đó rồi hôm sau mình sẽ xài lại nha. Đúng rồi, mình phải tận dụng, mình cất lại chứ mình dục lung tung là không có xài được đâu. Năm mới xài cái mới ha. Rồi sạch sẽ à. Đó, lau sạch sẽ. Bây giờ mình sẽ thêm cái mới vào. Đây, cái mới đâu? Mới đây. À. Rồi, cái đâu của ta? À. Đây còn cái nữa. Đây. Đây ha. Ở nhà. Đấy, lúc mình mua về thì nó không có tách ra, nó không có tách ra, mình phải cắt, mình phải cắt ra rồi, mình cắt ra, đấy, mình cắt ra nha, đó, mình cắt ra hết nha, cắt tách ra làm đôi rồi mình cũng để hai bên nó đều nhau. Đấy, mình phải cắt theo hướng này cho nó xuống nó mới cân này. Rồi. Mình xếp lên ha. Rồi. Nãy giờ mình cũng mới vừa làm xong cái này nhá, mình sẽ ở đây ha. Đó. Xong cái này ha. Này ha. Này. Đây. Nhà đấy việc đi cũng đóng. Đây hai em dòng này chín nằm chính giữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây, mình lại tiếp tục làm cái bàn thờ tổ tiên. Đây là cái bàn thờ tổ tiên nha cả nhà. Đó. Đấy, mình đây là những cái lá cờ này. Đó. Đây là những cái lá cờ mà trong gia đình có ai đi làm xa thì người ta cũng cũng trả ơn rồi cũng khi mà đi làm á thì có những cái lá cờ này đi làm xa. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vệ sinh cái bàn thờ tổ tiên đây cả nhà xem nhá. Đó. Bên này thì có 3 cái ly, bên này có 1 cái ly. Bên này là ông táo, bên này là ông táo này. Đó, người Hoa thì cũng ông táo với bàn thờ tổ tiên chung. Bên này là bàn thờ tổ tiên. Đó, 1 ly là bàn thờ ông táo. Ông táo với tổ tiên ngồi chung. Đấy. À, giờ mình sẽ vệ sinh. Đây, bây giờ tới cái ngày của bàn thờ tổ tiên. Tháo ra. Bây giờ ta lấy cái bột năng, ta bỏ một gáo bột này này, đó. Xong mình lấy một chén nước làm bột năng dán những cái giấy đỏ bàn thờ á. Oh, come on.
À, rửa đi. Bây giờ mình cái gì mình cũng làm một chút của anh, mình phải tận dụng mà nó giống như sinh hoạt hàng ngày á. Những cái cũng mở máy lên coi vậy chút cái này à, không hiểu gì hết. Thấy trồng cây cái này kìa, lá thấy leo lên cái nóc nhà, không có hiểu gì hết rồi. Làm là một cuộc sống mà. Ăn cơm đi cô ơi, ăn cơm chưa? Rồi ăn bánh chưng rồi. Đó.